Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô lắng nghe câu chuyện Người cô giáo yêu nghề được trích từ cuốn sách Chuyện đọc mở rộng lớp 3 do Quý Book phát hành. Xin mời quý phụ huynh và các em cùng lắng nghe. Người cô giáo yêu nghề. Đã 2 tuần trôi qua, nhưng cả lớp 2A vẫn không thấy cô Phương chủ nhiệm đến trường. Cô Vi lớp 2B vẫn thay cô Phương giảng bài cho các em. Khi cô Vi vừa bước vào lớp, bạn Thư giơ tay lên hỏi: "Thưa cô Phương không còn dạy lớp chúng em nữa ạ?" Cô Vi mỉm cười và đáp: "Thứ 2 tuần sau, cô Phương sẽ quay lại dạy các em nhé." Cả lớp phấn khởi vỗ tay. Thứ 2 đã đến, cả lớp sững sờ khi cô Phương được cô Vi đẩy xe lăn bước vào. Những đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào tự dưng yên ắng đến lạ thường. Cả lớp nhẹ nhàng đi theo từng hàng đến bên cô Phương, khóc nức nở hỏi: "Cô ơi, chân cô bị làm sao thế ạ?" Một bạn khác hỏi tiếp: "Cô ơi, cô có đau nhiều không ạ?" Cô Phương nhẹ nhàng trả lời: "Cô không sao đâu các con ạ. Cô bị ngã xe nên vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ. Phải 1 tháng nữa, chân cô mới có thể đi lại được. Các con đừng lo lắng quá nhé." Bạn Quý lớp trưởng cầm lấy tay cô và nói: "Cô ơi, con thay mặt các bạn xin lỗi cô vì trước đây chúng con còn nghịch ngợm, làm cô phải buồn nhiều. Những ngày cô không đến trường, chúng con thấy buồn lắm cô ạ. Cô mau khỏi cô nhé." Cô Phương xoa đầu Quý rồi đáp: "Cô cảm ơn các con nhiều lắm." Cô Vi xúc động nói với học sinh: "Các con thấy đấy, cô Phương là một cô giáo yêu nghề. Dù chân đang đau, nhưng cô vẫn phải đến trường để dạy các con. Cả lớp phải nghe lời cô giáo và học thật giỏi nhé." Theo Thu Giang. Câu chuyện Người cô giáo yêu nghề đã gửi đến chúng ta một thông điệp vô cùng cảm động về tình yêu nghề và sự tận tâm của thầy cô giáo. Các em học sinh thân mến, trong câu chuyện, dù cô Phương đang gặp khó khăn với sức khỏe của mình, nhưng cô vẫn nỗ lực đến trường để dạy dỗ và chăm sóc các em. Điều này cho thấy cô rất yêu thương và lo lắng cho các em học sinh của mình. Và đây cô cũng muốn nhắn nhủ với các em rằng, thầy cô luôn dành tất cả tâm huyết và tình yêu thương cho các em, bất kể hoàn cảnh như thế nào. Vì vậy, các em hãy luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và biết nghe lời thầy cô. Đó không chỉ là cách để các em thành công trong học tập, mà còn là sự tri ân đối với sự hy sinh và tình yêu thương của thầy cô dành cho mình. Các em hãy cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan và không phụ lòng thầy cô, các em nhé. Vậy là cô trò chúng ta đã nghe xong câu chuyện Người cô giáo yêu nghề được trích trong cuốn sách Đọc mở rộng lớp 3 do Quý Book phát hành. Hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện tiếp theo.